cận cảnh xe cuốc di chuyển trong kinh nhỏ nha các bạn. Rồi chuẩn bị mình quay xe cuốc chuẩn bị qua cầu nha. Giờ đang di chuyển nè. Máy xúc đất Hitachi UH045. Rồi, chuẩn bị chưa cầu nghe à.
đi đường đó khoảng nửa tiếng tới chạy mà. Có tiếng. Còn ở đây.